Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chờ người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cũng theo người." Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc khối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Suy niệm: khi mặt trời đã ngả bóng, cũng là lúc người Do Thái bắt đầu một nhịp sống mới. Đức Giêsu vẫn hoạt động giữa đôi bờ, bờ bên này và bờ bên kia. Giảng xong bên này, Chúa nhớ đến bên kia bờ, với những con người đang rất cần Ngài. Chiều đến, Chúa Giêsu nhắc các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Có lẽ suốt cả ngày, Chúa Giêsu đã dành trọn vẹn con người của Ngài cho đám đông dân chúng, nên giờ đây Ngài đã thấm mệt. Và với một lịch làm việc hầu như suốt cả ngày, đến nỗi không có giờ nghỉ ngơi, thì dường như giờ nghỉ của Chúa chỉ là những lúc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã làm tất cả theo thánh ý Chúa Cha, nên tâm hồn Ngài thư thái bình an, dễ đi vào giấc ngủ. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy những nước. Giữa cái mênh mông của biển hồ Galilê dậy sóng, giữa những đợt sóng đẩy lên tận trời, nhào xuống vực sâu, giữa nỗi sợ hãi của các môn đệ, Thầy Giêsu vẫn thanh thản tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Nơi Thầy Giêsu có sự bình an giữa sóng gió, có cái bình thản của người làm chủ trên thiên nhiên và sự dữ. Bỏ đám đông ở lại, các ông chờ người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã ở trên chiếc thuyền của các tông đồ, thì ngày nay Chúa cũng đang ở trên chiếc thuyền của giáo hội và thuyền đời của mỗi chúng ta. Ta chỉ chờ Ngài đi đến những nơi mà Ngài đã chỉ cho ta đến. Mỗi người chúng ta được sinh ra trong trần gian này, và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta: hãy sang thế giới bên kia đi. Để đi từ thế giới bên này sang thế giới bên kia, ta cần phải vượt qua mặt biển trần gian, cần phải trải qua nhiều sóng gió hiểm nguy. Trên hành trình đó, cũng có những lúc chúng ta gặp sóng to, gió lớn như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ốm đau, bệnh tật, những tai nạn nghề nghiệp. Mỗi lần như thế, chúng ta hãy noi gương các tông đồ, hãy nhớ đến Chúa, hãy gọi tên người, hãy đánh thức người và khẩn cầu người ra tay cứu giúp. Hành trình đức tin, hành trình khám phá ra thiên tính của Đức Giêsu cần phải được chứng nghiệm bằng những phép lạ cả thể. Hôm nay, các tông đồ được chứng kiến lời quyền năng của Chúa.
Chúa đã đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng. Sóng đang gầm bỗng đâu im tiếng, và Chúa dẫn đưa về bờ bến an toàn. Chứng kiến những phép lạ đó, các tông đồ vừa vui sướng vừa kinh hoàng nói với nhau: vậy người này là ai mà cả đến sóng và gió cũng phải tuân lệnh? Qua phép lạ đó, phần nào các tông đồ nhận ra thiên tính của Đức Giê-xu. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ riêng, sợ bị chỉ trích, sợ những hiểm nguy bắt bớ, sợ sốt, sợ nghèo, sợ bệnh tật và sợ chết. Dường như cái chết là nỗi sợ lớn nhất của đời người. Chúng con chết đến nơi rồi mà Thầy vẫn ngủ được sao? Giữa bao nỗi sợ của nhân sinh, Chúa vẫn im lặng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa. Thiên Chúa vẫn đang ở trong chiếc thuyền cuộc đời mỗi người, và Ngài đang lắng nghe lời cầu khẩn tha thiết của con cái Ngài. Việc Thiên Chúa sẽ ra tay khi nào và với cách thức nào là quyền năng và sự khôn dò của Thiên Chúa. Phần chúng con xin tin tưởng cậy trông phó thác nơi Chúa. Chúng con tha thiết gọi tên Người, đánh thức Người để Người thương nhìn đến nhân loại tội lỗi này. Amen.